viết số với viết chữ ra đây, mẹ chỉ cho hai chị em học nhá. Viết kẹo vòng vòng. Viết kẹo vòng vòng. Viết số nha. Dạ. Học số trước xong rồi học kẹo sau nhá. Được không? Được. Ừ. Đây, kẹo vòng vòng nha. Ừ, mẹ viết số cho hai chị em học nha. Số 1. Đây là số 2. Đúng rồi. Đây là số 3. Đây là số 4, số 5, số 7, 8, số 9, 10. Để Yên đừng có ấy đi lật à. Để Yên mẹ viết số cho hai chị em học nha. Đừng con. Đó, học số trước nha. Nào, Titi. Nhìn lên đây nào. Mẹ chỉ rồi hai chị em đọc theo mẹ nhá. Dạ. Số 1. Số 1. Nhìn lên đây chứ. Titi không học à nha. Thôi Titi đừng có dở sách lung tung nha. Đây, trao gần Titi luôn. Nào, số 1. Số 1. Số 2. Số 2. Số 3. Số 4. Số 4. Số 5. Số 5. Số 6. Số 6. Số 7. Số 7. Số 8. Số 8. Số 9. Số 9. Đừng con. Số 10. Số 10. Thế mày đố con, đây là số mấy? Đây là số 10. Ừ. Số này mà. À, phải phạt Titi là không chú ý học bài nhé. Đây, hai chị em số mấy đây? Số 2. Số 1. Số 1. Nè, đây nè, nhìn đây nè. Số này là số 1. Số 1 nha. Số 2 nè. Số 2. Số mấy? Số 2. Rồi thì sao ấy? Sao giật mình thế? Em nói mà. Nào, số 2. Số 2. Số 3. Titi không chú ý học bài. Titi nhìn đâu ấy? Hả? Số 4. Con cũng bây giờ cũng không chú ý nha. Số 4 nào. Thế mày bày cho Titi học thôi, mày không bày cho con nữa đâu. Con có học không? Con có học không? Có. Có thì mẹ nhìn mẹ chứ. Thế đố hai chị em đây là số mấy? Số 2. Đừng có lật sang lung tung con. Đây số mấy? Số 1. Đúng rồi, đây số mấy? Số 1. Ui con cẩn thận không cô em. Số mấy đây? Số 1. Số 2. Số 2. Con phải chú ý học bài chăm chỉ thì mẹ mới chiên xúc xích cho hai chị em ăn nghe chưa. Nếu mà không học bài chăm chỉ là mẹ không chiên xúc xích cho hai chị em đâu. Số mấy đây? Số 3. Đọc to lên. Số 3. Đúng rồi. Số mấy đây? Số đang không biết số gì nữa. Số 4. Số 4. Titi ngồi. Này Titi chỉ. Titi cầm bút chỉ cho chị Gấu học bài xem nào. Titi cầm bút nào. Cầm đấy. Con cầm bút. Con cầm bút con chỉ cho chị Gấu học bài nào. Này đi. Đây bút Titi chỉ cho chị Gấu học bài nào. Số mấy đây chị Gấu? À Titi chỉ đi con. Nào. Titi cầm bút nào. Đây Titi cầm bút như thế này. Để mẹ chỉ cho Titi cầm bút nha. Đây cầm bút như thế này. Chỉ cho chị Gấu nào. Số mấy đây? Số 2. Số 10. Số 10. Titi nhìn đây chứ. Titi, số mấy đây? Số 1. Số 10. Số 10. Đúng rồi. Titi mệt rồi. Thế mẹ đố Gấu đây là số mấy? Số 2. Số 2 à? Rồi, bây giờ mẹ viết ra viết thêm chữ O, chữ O nha. Dạ. Chữ O. Chữ O. O tròn như quả trứng gà. Chữ ô. Chữ ơ. Chữ ơ. Chữ ơ. Chữ a. Chữ a. Đó. Học 4 chữ này trước. Rồi bây giờ hai chị em ngồi học đi, mẹ đi chiên xúc xích cho hai chị em ăn nhá. Chiên xong rồi mẹ đem lên cho hai chị em ăn nghe chưa. Nào con chỉ cho Titi nào. Không được lật lung tung viết nghe chưa. Chỉ được chỉ ở đây thôi nhá. Học cho thuộc lên tín là mẹ lên mẹ kiểm tra xong mẹ mới cho ăn xúc xích nghe chưa? Dạ. Rồi hai chị em ngồi học bài đi. Để mẹ đi chiên xúc xích cho. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 7.
số 1, tên nhà số 2, tên nhà số 3, tên nhà số 4, tên nhà số 5, tên nhà số 4, số 5. Tam cứ ra ngoài nhà để ăn chút, chứ là ăn chút chi. Bye bye. Đây rồi, xích xích đây rồi. Ủa rồi hai chị em học bài kiểu gì mà lại gạch lung tung ra đây này con. Chân tân tân đâu nè, làm đâu tân tân chị viết tên à. Viết thôi á. Thôi bây giờ mẹ kiểm tra nào, đưa bút đây mẹ kiểm tra xong mẹ mới cho ăn xúc xích. Đây là số mấy? Đây là số 1. Đúng rồi, đây là số mấy? Đây là số 1. Số 2 chứ? Số 2. Đây là số mấy? Đây là số 1. Số 3. Số 3. Đây là số mấy? Đây là số 1. Số 4 chứ? Thế mẹ hỏi Titi nha. Bây giờ đến lượt Titi nè. Titi đây là số mấy? Titi không biết đâu. Thôi gấp sách vở lại đi ăn xúc xích nha. À bây giờ con chia cho em Titi với nào. Nó quá nhỉ. Thế này. Thế chị cho kìa. Chị cho con xúc xích nè. Hai chị em ăn đi. Ngon không? Ngon quá nhỉ. Không có cái quạt mẹ quạt cho hai chị em ta. Nóng quá. Ăn xong rồi no bụng rồi để mai ta học tiếp nhá. Ăn xong rồi đi no bụng rồi đi chơi một lúc xong rồi nghỉ ngơi rồi mai ta học tiếp. Nhưng mà mai phải học chăm chỉ hơn thì mẹ mới có cho nhiều đồ ăn hơn nha. Mai mà học như thế này là mẹ không cho nhiều đồ ăn đâu nha. Ủa Titi làm rớt đâu rồi? Mẹ quạt cho. Nóng không? Nóng.